Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Vụ án của chị Hằng đã diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2023 và chị Hằng đã bị kết án 3 năm. Chúng ta sẽ chờ đợi cơ quan chức năng về cái phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Diễn ra vào ngày nào thì chúng ta chờ báo chí lên tiếng. Hiện nay có một số người bảo rằng là sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 12 2023, họ đón mò đó các bạn, đón mò. Nếu như chị Hằng được tự do thì cái thông tin về sự việc sắp sửa diễn ra cái phiên tòa của người Thiền Am thì tôi nghĩ chị Hằng rất là mừng. Chị Hằng chính là cái người yêu cầu bên tỉnh Thất Bồng Lai, hay được gọi Thiền Am và Vũ Trụ, hãy đi xét nghiệm ADN của mình để chứng tỏ về cái huyết thống của những đứa nhỏ trong Thiền Am. Và nếu như cái điều này mà xúc phạm danh dự của họ và làm cho họ bối rối, mất danh dự, không làm ăn được, bên phía Đại Nam sẽ đền cho họ 20 tỷ. 20 tỷ có thể là tương đương vào 1 triệu đô la Mỹ các bạn, 1 triệu đô la Mỹ. Nhưng người Thiền Am không dám làm điều này. Người Thiền Am chỉ dám làm xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng thôi các bạn. Đó, thì cái từ đó đến nay đã vắng bóng một thời gian. Bây giờ thì cái ngày, tôi nghĩ là ngày xét xử của Thiền Am sắp sửa diễn ra. Khi có một phóng viên và có lập một kênh YouTube đã đến Thiền Am để quay phim chụp hình. Tôi nghĩ rằng là họ lấy ra đến để lấy tư liệu gì đó để mà về họ viết bài. Và cái vấn đề ở đây á, chúng ta nói ở đây á, là sau khi có kết quả xét nghiệm ADN vào ngày 28 tháng 10 thì cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An cho biết đã lấy mẫu 28 người liên quan sinh sống tại hộ của bà Cao Thị Cúc, tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Vũ Trụ, đưa đến phân viện khoa học hình sự thành phố Hồ Chí Minh, để xác giám định. Bước đầu an ninh cơ quan an ninh điều tra đã có kết quả ADN. Cơ quan an ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến những người có liên quan tại tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, để đảm bảo và tôn trọng quyền con người trong cuộc sống của nhiều chị em ở đây, thông tin về kết quả ADN không được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An đã xem xét khởi tố một số người về tội loạn luân. Ngoài ra, trong thời gian qua, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cũng có hồ sơ điều tra từ các nguồn tin tố giác về tội phạm từ người có liên quan trong tỉnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những nội dung được làm rõ trong đơn tố ca tố giác và quá trình điều tra thấy có dấu hiệu giả trẻ nuôi trẻ mồ côi để lừa đảo của rất nhiều nhà hảo tâm tại các nơi trong và ngoài nước. Với những chứng cứ thu nhập được trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra cũng xem xét khởi tố những người có liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong hai tội danh xem xét khởi tố, có một người bị cáo trong một vụ đại biện các vùng tự do dân chủ xâm phạm lãnh thổ nhà nước, quyền tổ chức hợp pháp và tổ chức cá nhân đang chuẩn bị được tòa án nhân dân tỉnh Long An xử phúc thẩm vào ngày 2 tháng 11. Trước đó, tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã xét xử lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân tại hộ bà Cao Thị Cúc, được gọi là tỉnh Thất Bồng Lai. Bị cáo Lê Tùng Vân và 5 bị cáo khác đã bị tòa án tuyên từ 3 đến 5 năm tù. Tổng hình phạt của 6 cái người này là 23 năm 6 tháng tù. Đó, thì tôi nói các bạn, đã một năm trôi qua và cái thông tin này là cái thông tin từ báo Công an Nhân dân. Các bạn có thể là tìm hiểu lại. Trên cái phiên tòa của người Thiền Am cũng đã hoãn một lần. Tuy nhiên thì 20 ngày sau là cũng phải vào thôi. Cái nguyên nhân hoãn phiên tòa này á là do có nhiều người bị vắng mặt và sức khỏe ông Lê Tùng Vân cũng không có được đảm bảo. Đó, thì tôi nói các bạn, cái diễn biến phiên tòa này nè ha, cái diễn diễn phiên tòa ra vẫn là bình thường. Tuy nhiên, họ lợi dụng vào cái sự việc này, họ đối với dự án của chị Hằng, họ đòi hoãn phiên tòa giống y tương tự như vậy thì không được nha các bạn, không được nha. Vẫn là vụ án 331 nhưng không được, vì mỗi một vụ án có những tình tiết khác nhau. Hiện tại bây giờ có một số người lại muốn hủy cái vụ án của chị Hằng để điều tra xét xử lại. Vì sao vậy? Vì họ không chấp nhận cái bản án 3 năm của chị Hằng nha, và họ nói rằng Hằng nhiều tội. Cái mục đích của họ là câu view, câu like, nhằm cái sự thương hại của người khác. Thứ nhất, thứ hai là họ sợ chị Hằng khi mà được tự do sẽ kiện ngược họ lại, vì họ đã xúc vu khống xúc phạm Đại Nam và Quỹ Hằng Hữu rất là nhiều. Thì những thông tin đó chúng ta chờ đi các bạn, chờ chờ đợi hạnh phúc.
đây là sự việc mà ảnh hưởng đến quyền một quyền tự do của con người chứ không phải là cái việc đồ chơi của chúng ta, do đó các bạn hãy gắng kiên nhẫn chờ đợi. Còn riêng với người Thiền Am, tôi nghĩ rằng cái vụ án mà lừa đảo về tài sản đã rất chín mùi rồi đó các bạn, chín mùi rồi, và do đó là phóng viên đã đi xuống Thiền Am để mà làm phóng sự. Thì trong cái ngày hôm nay thì bất ngờ đã xảy ra, tôi nói dòng dòng do cũng không qua là và nói thẳng bất ngờ đã xảy ra khi một trong những mạnh thường quân bảo vệ Thiền Am là Nam Râu bất ngờ nhận được 10 triệu đồng bị người ta trả lại. Cái việc trả lại này là do cái những hành động bóc phốt với nhau trên mạng xã hội. Và các bạn nghĩ đi, có bao giờ tự nhiên họ trả tiền lợi ngược cho các bạn khi cái tiền đó đã sử dụng rồi không? Các bạn thấy bất ngờ không? Đó, đó các bạn rồi. Và trên cái dòng trạng thái của mình ha, trên cái dòng trạng thái của mình thì có một cái YouTuber tên là Hồng Thanh, chị Hồng Thanh đã thay mặt người Thiền Am trả tiền lợi. Các bạn thấy ghê không? Trong khi cái người mà thay mặt Thiền Am á là không phải chị nha. Lê Thanh Minh Tú mới là cái người thay mặt Thiền Am nhé. Tại vì Lê Thanh Minh Tú hiện tại bây giờ chỉ có một mình em ta là được tự do, không bị bắt bớ. Thứ hai nữa là trong giấy tờ khai sanh, em này là con ông Lê Tùng Vân. Con ruột con nuôi tôi không quan trọng. Cái người này mới chính là cái người đã đại diện người Thiền Am, chứ không phải là Trần Thị Hồng Thanh. Một cái người mà vô duyên vô cớ nhảy vào. Ủa, cái chị này á, chỉ nhận thầy ông nội làm cha hồi nào mà đòi lại đại diện Thiền Am đi ta, trong khi con người ta còn sờ sờ ở đó. Các bạn thấy cái sự vô duyên trong cái câu chuyện Thiền Am, các bạn thấy rõ không? Tất cả là vì tiền mà. Yên chí đi, cô Diệp Đậu đã kể rồi, sau cái chị này là Nguyễn Tiến Dũng ha, hai ba bữa nữa mà nhà báo người ta viết báo viết về những cái người này thì tôi nói các bạn anh chị bò mi hết hót luôn. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội rất là nặng, và tiếp tay cho lừa đảo là đồng phạm, tiếp tay cho phản động là đồng minh. Tội nào cũng đi múc chỉ cà tha cho các bạn, tàn là cái khung từ 5 năm đến 10 năm không các bạn. Đó thì tôi nói các bạn á, không phải là cơ quan chức năng người ta không muốn khởi tố, mà quá trình điều tra rất phức tạp, phức tạp dữ lắm. Nếu như cô Diệp Đậu hay là anh Tô Nghi Phạm không phản gián thì chúng ta sẽ mãi mãi không biết rằng những cái người trên không gian mạng mà chúng ta yêu quý lại bị hại bởi một cái nhóm người nào đó, chứ không phải là nghiễm nhiên mà chị Hằng lên trên mạng chị Hằng nói như vậy và chửi người ta như vậy là hành động sai. Còn cái này toàn bộ họ khiêu khích chị Hằng thôi các bạn, khiêu khích chị Hằng thôi, do đó chị Hằng đã không kiềm chế được cái sự xúc phạm này, chị Hằng đã lên tiếng nói và đã dính vào bẫy của chúng nó. Thì Nam cũng vậy, không phải tự nhiên họ chửi qua hửa lợi đâu các bạn ơi, toàn bộ là vì tiền thôi. Các bạn thấy 10 triệu chuyển cái một, 10 triệu bằng 2 tháng lương của tôi đó, chuyển một cái một các bạn, trời đất ơi, các bạn thấy tiền dễ kiếm quá mà đúng không? À thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc chín mùi để cục an ninh phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an vào xử lý những cái đối tượng này, không có vụ mà tiền bạc bất minh bất dịch như vậy đâu. Các bạn thấy là rõ ràng nói về Thiền Am cái gì cũng tiền, thì từ chỗ đó mà chúng ta liên đới vào cái vụ việc của chị Hằng quá đơn giản. 20.000 đô la Mỹ mà Nguyễn Tiến Dũng, cái người đang thao túng tâm lý đứng ở phía sau của những mạnh thường quân bên Thiền Am, là cái người thao túng trong cái câu chuyện chị Hằng đúng hay là sai, các bạn tự suy nghĩ. Và những cái người này có bất chấp mà đi hại chị Hằng hay là không, hay là họ nói lên tiếng nói công tâm, thì tự các bạn biết. Theo suy nghĩ riêng bản thân tôi thì họ có thể là nhận tiền rất là nhiều tiền của một tổ chức nào đó hay là một cá nhân nào đó để mà lên tiếng công kích chị Hằng. Họ ngồi ở nhà làm gì họ biết Thiền Am nợ bao nhiêu tiền, họ ngồi ở nhà họ làm gì biết cái quỹ của Hằng Hữu hoạt động như thế nào, họ ngồi ở nhà họ làm gì biết chị Hằng đi đâu và chị Hằng có đi qua cam để đánh bài hay là không, làm gì sao họ biết những thông tin này, ai đã cung cấp cho họ, ai là người đứng sau cung cấp cho họ. Và hàng loạt các kênh YouTube đều nói về một chủ đề y chang với nhau, thì từ các bạn suy nghĩ ha. Tôi nói các bạn á, là vụ án của chị Hằng hay là vụ án của Thiền Am nó đều có cái đích đến đó là tiền thôi. Có tiền thì bảo vệ, không có tiền thì phản bạc phản nhau thôi. Chúng ta ai mà không thích tiền, nhưng chúng ta đừng để đồng tiền cám dỗ chúng ta là được. Đồng tiền làm ra rất khó, đồng tiền mà người khác cho mà để hại người khác đó là một đồng tiền rất là bất nhân.
tôi khuyên mọi người đừng có vì những hành động đó. Chúng ta không có gây thù kết oán với ai. Tự nhiên chúng ta đi nhận số tiền ra để chúng ta đặt điều nói xấu, dẫn dắt cộng đồng mạng đi sai sai với tư tưởng ban đầu, đi công kích lẫn nhau, đó là hành động vi phạm pháp luật. À đây. Đây là cái tin nhắn mà trả tiền lại cho Nam Râu các bạn. Vẫn là chủ đề liên quan tới Thiền Am, vẫn là chủ đề Mạnh Thường Quân cho tiền Thiền Am ha. Chia tay xong đòi quà hay gì? Trên không gian mạng họ rất đang gắn tỏ ra tử tế, nhưng mà sau lưng của họ là những cái đồng tiền chi phối, là những tổ chức phản động chi phối và những con người đứng phía sau đó, chúng ta làm sao biết được. Tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng người ta cũng đủ đủ cái bằng chứng và chứng cứ rồi đó, chẳng qua người ta chờ đúng thời điểm chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 lụm luôn, hay là chào, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam lụm luôn, thấy các bạn à, hoặc là để tổng kết 5 tháng phòng chống tội phạm công nghệ cao, người ta sẽ kết án, kết luôn cái án của chị Hằng và kết luôn án của Thiền Am, thì quá tuyệt. Tôi nhắc các bạn nhớ còn 10 ngày nữa có thể là chúng ta sẽ có thông tin về cái vụ án của chị Hằng đi, còn 2 3 ngày nữa có thể là có thông tin về vụ án của Thiền Am. Vì sao tôi lại nói như vậy? Tôi nói như vậy có bằng chứng chứng cứ gì không? Tôi nói như vậy có dẫn dắt cộng đồng mạng không? Xin thưa, tôi thấy có một phóng viên đi xuống Thiền Am chụp hình quay phim rồi đó, thì tôi nghĩ rằng anh này sẽ lên một cái bản tin về Thiền Am trong những ngày sắp tới, hay là anh ta đi điều tra, hay là anh ta đi làm phóng sự, hay là anh ta đi làm cái phỏng vấn về những người xung quanh Thiền Am, từ cái lúc mà họ bị khởi tố tới bây giờ họ có tiếp xúc với ai hay là không. Tôi nghĩ là như vậy. Thế các bạn, phim hay vẫn còn phía trước. Những ai đó đã đi quá lần ranh giới đỏ, đã tham trong lòng, nhận tiền của tổ chức phản động để thao túng những người YouTuber ở Việt Nam, hay là ai đó ở Việt Nam mà nhận tiền của phản động để chửi, để mắng những người lên tiếng nói về sự thật, những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng, thì những người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nha. Các bạn nên nhớ rằng tội lừa đảo trong tài sản nặng lắm đó, nặng lắm á, cái dạng đó là gấp đôi cái tội 331 các bạn. 331 max khung chỉ có 7 năm. Còn cái tội lừa đảo tài sản là bắt khung là có thể tử hình đó. Do đó các bạn đừng có những cái hành động mà nhận nhận tiền của ai đó để nói xấu người khác. Bây giờ chị Hằng đã chấp hành án phạt rồi, thì chị Hằng đã cúi đầu nhận tội rồi, tại sao họ còn lên, họ còn xúc phạm chị Hằng? Các bạn suy nghĩ thử xem tại sao họ còn xúc phạm. Họ làm như vậy để theo cái đơn hàng của ai đó, tôi nói gì đúng hay là sai? Các bạn suy nghĩ, tôi suy nghĩ như vậy, các bạn suy nghĩ thế nào? Xin vui lòng để lại bình luận dưới video này. Một lần nữa xin cảm ơn và tạm chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã ủng hộ em rất là nhiều. Mặc dù kênh em sắp sửa tiêu trùng các bạn. Hiện tại bây giờ chắc tôi phải chuyển qua làm song song với kênh Đam Mê Công Nghệ. Lỡ mai kênh này có sụp thì còn cái kênh kia các bạn. Mà hiện tại cái kênh kia cái lượt xem rất là thấp. Tại vì nó làm công nghệ khô khan quá, khán giả không thích. Thì tôi sẽ cân nhắc tối nay sẽ phát một lượt 2 kênh YouTube. Các bạn nhớ đón xem ủng hộ mình các bạn nhé. Còn một lần nữa xin cảm ơn tổng trạc cả nhà. Bye bye.